Quý vị và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của cặp loa khủng long bạo chúa nổi tiếng đến từ Anh Quốc với cặp loa Westfalen Modern NEX15FR. Đây là một trong những model được thiết kế cho các vũ trường chuyên nghiệp hay các quán bar sự kiện, hay chúng ta có thể thấy được rằng áp dụng cho những căn phòng khách lớn từ 50 tới một vài trăm mét vuông. Chơi nguyên một cặp loa duy nhất, chúng ta sẽ không tốn kém đầu tiền đầu tư súp và trầm. Với đặc trưng những dòng loa của Anh thì chúng ta đã thấy được rằng nhất là Westfalen thì nó có trở kháng 8 ôm, mang lại cho tiếng trầm nó xuống sâu thẳm và rất là mềm mại, nghe nâu không bị mệt, không bị chán, và hệ thống trung âm cũng như là dài check thể hiện rất là ngọt ngào. Và đây là cặp loa khủng long chúa nhất hãng, nặng tới một tạ tư với công suất trung bình ở ngưỡng 2.400W và tối đa lên tới 4.800W trên trở kháng 4 ôm và độ nhạy cao tới 135 dB. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo và sau đó chúng ta cùng ngắm nhìn lại cấu hình của cặp Westfalen Modern NEX15 215FR đến từ Anh Quốc. Chúng ta sẽ thấy được rằng sự thể hiện rất là tuyệt vời với phong cách chơi các thể loại nhạc. Thể hiện ngoài mong đợi cho cặp loa khủng long chúa nhất hãng đến từ Anh Quốc, mời anh em cùng ngắm nhìn lại chi tiết trước ngoài quay. Được thiết kế với chiều cao của phần thùng gỗ phủ composite màu xanh tím than. Đây là dòng gỗ chống thấm nước nên chúng ta sẽ chơi ngoài trời hay là các bar sự kiện, hay là quán bar cà phê hoặc hát karaoke chuyên nghiệp. Chúng ta không lo vấn đề ẩm ướt qua thời gian cũng như thời tiết. Đó. Rất đẹp và sang trọng, tông màu xanh tím than. Thùng của nó này đẹp mướt luôn ạ, còn hàng mới tới từng cm, thơm phức. Với cấu hình của cặp loa này được thiết kế chiều cao lên tới 1m3, ngang 61 và sâu 50, nặng 1 tạ 4. Công suất ở 3 mức độ từ 1.200 nhỏ nhất và trung bình 2.400W, tối đa 4.800W cho cặp loa Westfalen NEX215FR. Trở kháng 4 ôm, mang lại cho giải trầm xuống sâu thẳm và mạnh vô địch. Nếu nói rằng những dòng loa phun đôi, anh em có thể sau đó ngay tới JBL725 hay 4733, lực đánh của Westfalen NEX215 này hoàn toàn không có cửa để sau đó. Đó, điều này thì ai đã từng chơi, từng được nghe thì có lẽ khi tôi nhắc tới điều này thì chúng ta sẽ thấy rõ. Và tôi lưu ý một điều rằng tiếng của nó rất là trong, ít tạp âm bởi vì trở kháng xuống tới 4 ôm. Giải cao của nó lên tới 135 dB, và vậy nó thể hiện trung âm và check xuất sắc kể cả khi chúng ta thưởng thức những thể loại nhạc tiết tấu trọng đại. Karaoke thì đây là những dòng loa vô địch luôn rồi. Nặng 1 tạ 4. Với cấu hình của cặp loa khủng long chúa nhất hãng này thì chúng ta cùng quan sát chi tiết. Được trang bị 4 quả bát. Quý vị ngắm nhìn 4 quả bát còn đang là mới mướt màu luôn ạ. Màng sóng gân
hai gân vải của nó là hai form cong tẩm dầu, nòng loa sâu gấp rưỡi nòng của JB, nó rất là sâu, sâu thẳm ở trong luôn. Bát 40 xương đúc từ 20, bốn cái ống hơi đường kính phi 100 trên một thùng loa. Đấy. Cả cái vành này của nó là tôi gọi là phi 100, nó không tới đâu, tôi gọi là 100, tạm gọi là 100, bốn ống hơi rất mạnh. Anh em thấy rằng cái thùng ngang tới 61, cao 1m3, sâu 50 này. Đó, trên cái thùng như thế này, bốn quả bát này nó dã thì như là một cái vũ trường luôn rồi. Đó, mở nhỏ xíu nghe cũng phê nòi luôn, bát nó xuống sâu. Mở lớn thì quý vị biết rằng nó là quá khủng khiếp. Phân tần nọc phân âm của nó trang bị luôn cả bóng bảo vệ cho càn. Và nó chơi các cái cuộn đồng rất là to để nó nọc âm cho giải trầm. Sạch, không có tạp âm, xuống sâu và mềm mại. Nghe cả ngày không biệt tài. Đây là ưu điểm đầu tiên. Phần bên trên thì chúng ta cùng quan sát trên cặp loa khủng long này thì nó được thiết kế với hai quả trung âm. Tương tự như dòng trung và bát của BV Dup thì chúng ta thấy được rằng vẫn là gân đúc cao su này. Loa là xương đúc này. Đường kính miệng mỗi quả trung là 18, hai quả trung 18 nhé. Trung 18 xương đúc, gân cao su đúc luôn. Này, quý vị nhìn gân cao su của nó này. Khác với lại gân mút cao su ạ, quý vị đừng nhầm lẫn ạ, khác một trời một vực luôn. Độ đàn hồi rất là tốt và tiếng nó mềm. Đó, cái lòng loa rất là sâu và nguyên cái chóp này, y như của BV Dup. Đó, gân và chóp này. Hai trung 18. 18 cộng 18 thì anh em thấy được rằng nó phải hay hơn một cái trung 30 là không bàn cãi rồi. Một quả check can với đường kính miệng của nó là 30, một chiều 30, một chiều cao khoảng 20, củ 17. Như vậy tổng số được trang bị 5 quả loa trên một thùng cho cặp loa Watford NIX215 FR đến từ Anh Quốc. Chúng ta cùng ngắm nhìn lại một lần nữa chiếc máy quay. Đó, tôi sẽ quay cái loa lại, nó rất là nặng, 70kg cho một chiếc loa. Ở đây thì hai bên hông của nó, mỗi bên hông thì nó trang bị tới hai cái tay cầm bằng thép. Đó, quý vị thấy hai cái tay bằng thép này. Đó, khi khiêng thì chúng ta sẽ cầm cái tay này hoặc di chuyển cầm cái tay này. Bởi cặp loa nó cao tới 1m3, rất là cao to lớn và rất là nặng, 70 cân. Phần thông số phía sau lưng tôi nứt lại, tôi đã đọc rồi nhưng chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa. Bởi vì cặp loa còn quá mới nên anh em ngắm nhìn phía bảng sau lưng logo này. Watford & Pharoah là IX215FR đến từ England. Công suất cho một chiếc loa này 600 này, 1200 và 2400 là max này. 2400 watt tối đa nhé quý vị nhé. Và cho cả đôi thì quý vị nhân đôi 4800. Hai rắc niu trích này, cổng in và cổng out này. Đó, tôi đang cắm cổng in này. Cổng out thì nay cho một chiếc loa khác. Với tổng thể cho cặp loa nặng một tạ tư, cao to lớn và khủng, hết tầm của hãng. Đối thủ phun đôi thì không có đâu ạ. Anh em có chơi JB thì mang thi đấu luôn ạ. 725 thì rọi khói không kịp được. 24733 thì bát nó chơi nó không bao giờ lực hơn được Watford. Nhất là Watford nó trang bị cái chả kháng nó xuống 4 ohm. 4 ohm thì bao giờ tiếng trầm cũng xuống sâu và độ nhạy lại cao. Như vậy thì nó cho phép chơi các phong cách nhạc hiện có rất là phổ thông. Bolero hay trữ tình cực kỳ là tuyệt vời. Và với sàn Heremic thì chúng ta thấy được rằng những cái cặp loa này thì nó đánh cho khủng khiếp rồi. Những cái không gian 50 một vài trăm mét vuông phòng khách thì không cần tính rồi. Hoặc là các quán bar sự kiện đó, anh em chơi một cặp loa không phải lành cành xốp chiếc rồi loa lời nói nét làm gì cả, đánh nguyên một cặp này thôi phê lòi luôn ạ. Những cái câu hình khủng nhất hãng là một trong những cặp loa mà luôn được ưa chuộng và tìm kiếm. Với cuối đoạn clip thì chúng ta cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh, quý vị sẽ thấy được giá trị đích thực. Thank you.
ta có thể thấy được rằng với những cái tiếng trầm của nó dã huỳnh huỳnh như là hai cái trống nàng, nó xuống rất là sâu và rất là mềm mại trên cặp Guardian EX215FR. Với đẳng cấp và sự thể hiện vượt trội so với các dòng loa thông thường hoàn toàn, chúng ta có thể thấy được rằng ở phân khúc tầm giá của cặp loa này thì nó chẳng có đối thủ. Quý vị so thập cẩm những cái dòng gọi là full đôi 2 bát 40 thì không lấy gì mà so. Đó, trong khi ở đây thì cặp loa này nó sử dụng 3 quay trên 5 đường tiếng, 2 bát 40, 2 trung 18, 1 kèn. Và cuối đoạn clip thì tôi sẽ quay trở lại với một vài đoạn nhạc Bonero đi, để chúng ta thưởng thức Bonero và chữ tình. Quý vị sẽ thấy được rằng nó thể hiện có xuất sắc hay không, có ngọt ngào chi tiết hay không thì câu trả lời luôn nằm trước máy quay. Mời anh em cùng thưởng thức, luôn dành cho anh em có phong cách mau lẹ nhất với ưu đãi tốt nhất trên kênh của Toàn Âu.